Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp N2 một đai số 7, câu 31 Đây là đoạn hội thoại giữa chị và em này imoto tổ, nói gì đây nhỉ? nghe chàng, chốt tổ Shibuya ma à, đệ Chị ơi, em đi ra Shibuya một chút À, Shibuya ni, gì đó Kaeri ni Hanaya no bara kate kite kurenai nai um, Ừ, iyo, Uh, chị nói là à đây thì các bạn thấy là các bạn đều là đi đúng không vậy thì yến chị nói là nếu mà đi Shibuya ấy, thì lúc về ấy, thì em mua hoa hồng giúp chị vậy thì sẽ phải chọn là một là ycurto ykaba yteyitara hay là Ikundatara tất cả nó đều mang nghĩa là nếu đúng không thì ở đây các bạn thấy là rõ ràng là khi mà người em đưa ra cái thông tin là em đi đến đây và người chị nhận được cái thông tin tiếp nhận được thông tin đấy đúng không nhỉ? Đấy. thì bình thường chúng ta dùng ngữ pháp gì đã học ở trong chương trình cấp dưới, chúng ta sẽ sử dụng ngữ pháp nara đúng không? Đấy, bình thường sẽ nói là iku nara hoặc iku no nara. Đấy. Nhưng mà ở đây nó chẳng có cái đáp án nào như thế cả. Thì các bạn lưu ý nhá. Ikun datara chính là dạng thường, đấy chính là cái dạng xuồng xã hơn của y no nara. do vậy đáp án đúng của chúng ta câu này phải là đáp án số 4 đấy về bản chất thì nó giống như cái y no nara với ưng uh, um và nô no thì tương tự rồi. nara giống như ra còn không thể là một hay là hai được bởi vì các bạn thấy là đằng sau là câu gì đấy? đằng sau là câu thể hiện ý chí đúng không? thì không thể đi với lại tô nhá câu kêu gọi hành động này không thể đi với tô thể bán không thể đi được bởi vì nếu vậy thì nó sẽ thành là uh, đằng trước chủ ngữ là người em đi đến đây người em mua đằng sau vậy thì hai cái chủ ngữ giống nhau mà hành động đều mang ý chí do vậy cũng không thể dùng thể bà tây y thì không đúng rồi không phải là tiếp diễn đúng ở đây sẽ phải là 4 câu số 32 hai terebi bangumi ở trên chương trình tv shikai mc nói là kichin to teo gì đó à uh, yubi no ai nado ni i ni yogore ga nokotte iru no desu thứ nhất chúng ta thấy có gì đấy nhỉ chúng ta thấy có cái trợ từ là trợ từ ô đấy là rửa tay ấy thì chúng ta có thể loại được một và hai bởi vì đây là dùng dạng khả năng đúng không bình thường ở khi mà văn nói chúng ta vẫn có thể dùng là thể khả năng đi với trợ từ ô được thế nhưng mà đúng ra ấy thì khi về gọi là chuẩn chỉnh văn phòng ngữ pháp thì cần phải chuyển nhá với thứ nữa Không phải là Tô nội cô tô đê, nghe nói Đấy. Hay là tô ạ Là định nghĩa cũng sai Vậy chỉ còn số 3 và số 4 thôi Thì ở đây các bạn thấy này Đằng trước nó bảo là kỳ chin tổ là cẩn thận Đằng sau lại là Ở giữa ngón tay có những cái vết bẩn Vẫn còn vết bẩn Đấy. Vậy thì đây là cái mối quan hệ đối nghịch Đúng nhỉ Do vậy đáp án đúng ở đây phải là đoạn số 4 Arata Tsumori Demo Tsumori đây nó mang nghĩa là cứ tưởng là cứ nghĩ là Đấy Thì câu này dịch như nào Dù bạn cứ nghĩ là bạn đã rửa tay cẩn thận đấy Thế nhưng mà ấy Nhiều trường hợp là Vết bẩn nó vẫn còn Còn động lại ở giữa những cái ngón tay Số 3 là gì đây nhở Dashi là Liệt kê không phải Ở đây sẽ làm cho dù bạn Cứ tưởng là như vậy nhưng mà thực ra là Đằng sau nó như thế này cơ Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Cái cách rửa tay đúng Đúng đây phải là 4 Câu số 33 Tanaka Bucho Yamashita-kun Kondo no kaiji de Kono kikaku no setsume o suru no wa Suzuki Kacho dake Hai Kacho ga go setsume Yamashita này um, Tại cái cuộc họp tới ấy, Thì cái người mà Sẽ giải thích về cái uh, kế hoạch này Có phải là trưởng ban hay là trưởng tổ trưởng uh, sư không hay vâng tổ trưởng sẽ giải thích vậy thì đây phải dùng tôn kính ngữ đúng không thì ở đây cái nào là tôn kính ngữ nhỉ nasai mas itadakimas negai mas và mosimas itadakimas và mosimas là khiêm nhường loại nhá đấy negai mas là nhờ trong khi đây là ca trồ gã thì nếu viết như này thì thành ca nhờ mất rồi cũng sai Đúng ở đây phải là số 1, Nasai Mas là tôn kính của tôn kính ngữ của Shimas. Khi mà nói uh, trong nội bộ công ty mà dùng uh, gì nhỉ? Mà dùng uh, tôn kính ngữ ấy sẽ dùng Nasai Mas đối với lại uh, động từ Shimas. Tiếp theo câu số 34. Saikin Saikin dekita panya ni itemita ga gì đó. Kondeita no de nanimo kaenakata tôi đã thử đi đến cái cửa hàng bánh mì mà mới được uh, mới mở gần đây nhưng mà sao đấy này vì đông cho nên tôi không mua được gì chỉ tô không một chút nào cả sẽ không đi với lại vì đông đúng không đấy loại cái này nó đi phủ định cơ phủ định uh, cái cái nào cả ta đã có nanimo rồi Sekaku các cự là đã cất công đúng không nhỉ thì Sekaku các cự nó sẽ đi với nối no nhĩ hoặc là nodakara đấy Sai. Amari ni mộ là vì quá. À, quá là đông đúng không? Chính xác là số 3. Và yo ya cự là cuối cùng cũng sai. Câu số 35. No no kagaku no kenkyū ga susunda to iwareru gendai. No no shigumi ni tsuite wa kaimei dekite inai bubun ga oi to iu hiện đại này ở trong cái thời hiện đại được nói là cái nghiên cứu về khoa học về não bộ đang phát triển đấy gen đây là cái thời hiện đại chữ hán là chữ hiện với chữ đại nhá nhưng mà nó mang nghĩa là cái cái thời điểm này này chứ không phải là cái sự hiện đại đâu đấy mặc dù viết là hiện đại nhưng mà gần như nó là kiểu như là hiện tại ấy. Ừ, thời hiện đại mặc dù được nói là cái nghiên cứu về khoa học não bộ rất là phát triển đấy đằng sau là gì nhỉ về cơ cấu cơ chế của bộ não ấy còn rất là nhiều cái phần mà không thể nào mà làm rõ giải thích được. Thì các bạn thấy chắc chắn là chúng ta loại được số 3 và số 4 là nitaite bởi vì ở đây không có cái hành động hướng từ đối tượng nào đến đối tượng nào cũng như là không có sự đối lập giữa hai hiện tượng đúng không? Hai hai cái đối tượng. Do vậy không thể dùng nitaite được mà đây phải dùng niite bởi vì đây là có cái từ gaindai trong trường hợp này nó sẽ thay cho cái từ ni oit nó thay cho cái từ d ấy. đấy ở vậy thì bây giờ sẽ là một hay là hai cô số hay là sai thì ở đây phải là mấy phải là số 1 đúng nhỉ cô số là chính nhờ hoặc là chính trong khi ở đây ý của nó không phải là như vậy mà phải là ngay cả trong cái thời hiện tại mà được nói như thế này ấy, thì đằng sau lại là một điều mang tính chất ngược đúng không đấy nó phải thể hiện một cái sự bất ngờ nhá Đằng trước mặc dù nói là cái này rất là phát triển thế nhưng mà vẫn có những cái điều mà chưa thể uh, giải thích được một cách rõ ràng Vậy thì phải là cái sai tiếp theo cô 36 crazytoka độ no ni gì đó có soda nghe nói là không nên viết vào email những cái thông tin mà đằng trước các bạn thấy đang là gì đây nhỉ bị à, người khác này đây là sẽ cô ma sẽ gặp rắc rối thì ở đây rõ ràng các bạn thấy đây là trợ từ là trợ từ nhị đúng không động từ động từ biết vậy thì phải là bị người khác biết do vậy ở đây chỉ có đáp án duy nhất là số 3 là thẻ bị động là đúng và ngữ pháp cũng rất là hợp lý ngữ pháp tề hòa nếu mà thì đằng sau là kết quả không tốt những cái thông tin mà nếu bị người khác biết ấy, thì sẽ rắc rối Đấy. Các đoạn còn lại nhé Sitte itemo Thứ nhất là Dùng dạng động từ nguyên như thế này Không chia sang bị động là sai Mà lại dù cũng không đúng Ấy vậy mà Biết này Rồi thì Sirena cuteva Không biết Cũng sai Những cái thông tin Mà nếu bị người khác biết Sẽ gặp rắc rối Chẳng hạn như là Cái số thẻ tín dụng thì nghe nói là không nên viết vào email câu số 37 ne Harry Potter te yonda koto aru này cậu đọc chuyện Harry Potter bao giờ chưa Ừm. sang kan yonda yo sai no. à rục cần hoa đồ à tớ đã đọc đây là quyển ba này cái quyển sáu mới nhất ấy thì tớ chưa đọc vậy thì Gurai demo dù cỡ này Nếu là đến à, Nếu là từng chút Dù từ Chắc chắn ở đây sẽ phải là mấy Số 2 Có rất là nhiều tập nhé Nếu mà tính đến tập 3 thì tớ đọc rồi Đấy Còn tập 6 này thì tớ chưa có đọc Tập 6 mới nhất tớ chưa đọc Tập 4 tập 5 thì đương nhiên là cũng là chưa đọc rồi Nhưng mà người ta đang đưa thêm thông tin là tập 6 Là tập mới nhất Vậy thì các đáp án còn lại là không hợp lý bởi vì là cho vào nó rất là vô nghĩa. Câu số 38. Nakanishi Kawamura-san Kino no ongaku kyoshitsu no kengaku Do data no Là gì nhỉ? À, Kawamura này Cái tham quan cái lớp học Cái kiến tập cái lớp mà Âm nhạc hôm qua ấy, thì thế nào? Cậu có vào không? Bạn này nói là À, ừ, amari gì đó Kara, haeranai haeranai koto nishitai yo Bạn này nói là không Vì không lắm, cái này phải phủ định đúng không? Cho nên tớ đã quyết định là không vào Vậy thì nếu không vào thì không thể biết được Có chính xác là thú vị hay không Như vậy câu số 1 là Omoshiro kata nai làm gì có chuyện đúng nhở làm gì có chuyện mà nó đã thú vị đấy chưa vào thì không thể nào mà khẳng định một cách chắc nịch và phủ định một cách mạnh mẽ như này được và lại chia là omosiro kata là cũng không đúng sai câu số 2 là omosiro na kereba narana kata là phải gì đấy phải thú vị sai số 3 là gì nhỉ omosiro soja na kata không có vẻ thú vị chính xác. Bởi vì là nó không có vẻ thú vị lắm cho nên là tớ không có vào. Số 4 là omoshirokunakatta daro, có lẽ đã không thú vị. Không phải nhá, không chia thể gì nhở, không chia thể quá khứ. Đã vào trải nghiệm đâu mà biết thú vị hay không mà chia thể quá khứ là đã không thú vị. Nếu mà nói là có vẻ không thú vị, kunai daro thì có thể chấp nhận được, nhưng mà omoshirokunakatta daro thì không đúng. Câu số 39. 自分のレストランを時代実際に店をオープンするまで5年以上かかったが自分の店が持テててとても嬉しいあ。開こうと思えば開こうと思ってから開くようになれば開くようになってから。あれ mở được cửa hàng đúng không? Đây, đến khi mà mở được cửa hàng trong thực tế. Đấy. Đằng sau là mất hơn 5 năm. Vậy thì đằng trước sẽ phải là gì? Từ lúc mà định mở cho đến khi mở được. Vậy thì sẽ loại được số 3. Bởi vì số 3 nó đang chia là thì ra yếu Nina để bà là nếu mở được hay là số 4 cũng vậy. Đấy. nina Nina dùng để diễn tả cái sự biến đổi về mặt khả năng hoặc là sự biến đổi về mặt À, thói quen không hợp lý ở đây phải là một hoặc là hai là định mở từ lúc định mở cho so đến khi mà mở được đấy Vậy thì là một tô môi bà hay là kara đây chúng ta phải là hai đúng không thì mới diễn tả cái gì nhỉ diễn tả cái uh, trình tự thời gian còn số 1 đấy tô môi bà, là nếu giả định không dùng trong trường này nhá từ lúc mà tôi định uh, mở cửa hàng cho đến khi tôi mở được trong thực tế ấy, là mất hơn 5 năm. Thế nhưng mà dù sao ấy thì mở được có được cửa hàng của riêng mình cũng rất là vui. Câu 40 câu cuối cùng của chúng ta. Ở trên email này. Kaze Kazeno wa ikaga desu ka? tình hình uh, cảm cùng thế nào rồi? Kotoshi no kaze wa nagabiku Mi desu kara dozo o kudasai bởi vì cái dịch cúm năm nay ấy, thì nó có vẻ như là bị kéo dài đấy cho nên là hãy giữ gìn sức khỏe hãy cố gắng cẩn thận Ichi nichi mo hayaku kaifuku đây là một cái email mà viết hỏi thăm tình hình của người kia đằng đây các bạn thấy có từ hồi phục vậy thì cái người này ấy, người ta phải nhờ người này người phải, phải mong người kia hồi phục về dùng đáp án số 3 saremasu yoni ngữ pháp yoni khi mà đặt trước dạng lịch sự thì nó sẽ là mong cho được điều đấy chẳng hạn như là n ni đúng nhỉ En ni, ni go các kimasu yoni mong đội n 2 hay là uh, kaze đúng nhỉ kaze ga kakari yoni mong là không bị uh, cúm nhá itashita omoimasu chính là si ta cứ ô sự là muốn làm gì đấy ấy. sai không thể là tôi muốn hồi phục ở đây được đang hỏi đang mong người ta thì không thể dùng là ita si ta cự được negat wa desu ka là cầu nguyện xem thế nào không phải số 4 là si te irasha rự ka là bạn có đang hồi phục không phải câu này là tôi mong sao cho bạn hồi phục sớm dù chỉ gì nhỉ à, uh, từng ngày từng ngày một đấy à vẫn còn tưởng là câu cuối cùng rồi câu 41 cai trà đệ ở công ty này aoki minami rằng kyo mo okari okari desu ka minami sang này à, hôm nay ấy, thì cậu à... cậu về rồi à Đấy, cậu chuẩn bị về à? E, kore kara kodomo ho iku e ni mukae ni gì đó Osaki ni shimasu Ừ, từ bây giờ ấy, tớ đi đón Đúng không? Đây là tất cả đều là đi này Tớ đi đón con ở uh, mẫu giáo cho nên là tớ xin phép về trước Thì điền là 1, 2, 3, là 4 Itte iru tokoro nandes đây là ti đựng thuộc là đang làm gì đấy đúng không không phải tương tự cũng loại hai chỉ còn là ba hoặc là bốn là phải thôi thì nó khác nhau ở chỗ này số 3 ấy là undes và số đây là desne thì đáp án đúng ở đây phải là mấy đây phải là ba đúng không các bạn được học rồi undes no nó trình bày nguyên nhân lý do người kia hỏi là cậu về sớm à ừ là vì tớ sẽ phải đi đón con đúng không thì phải là số 3 nhé chứ không thể là dùng desne được để xác nhận hay là để dùng để tán để tìm kiếm sự đồng tình là không đúng câu số 42 y bác sĩ nói chuyện với lại người bệnh Kono Kusurio Mikakang càng ichinichi sang cài kudasai cái thuốc này ấy, thì uống 3 ngày một ngày uống 3 lần wakarimashita itami ga nai tokimo à tôi biết rồi khi mà không bị đau thì cũng bác sĩ đang nói là hãy uống đúng không thì lại làm lại là cũng vậy thì đây là phải là cũng uống đúng nhỉ cũng phải uống hai canada non de sai à, đúng rồi nhất định là phải uống vậy thì số mấy đây một này no Yo có vẻ không nên uống là sai đúng không Noma nay ike nai Đấy Liệu rằng là cũng phải uống Hả bác sĩ? Chính xác Naito ike nai là phải làm điều gì đó nhá. Đằng trước bác sĩ nói là Hãy uống Và khi mà không đau thì cũng phải là cũng phải uống à Và bác sĩ nói là ờ ừ, Phải uống đúng không? Thì không thể nào dùng dạng phủ định như câu 1 được Câu số 3 là Noma shikata nai ne. Dù không uống cũng hết cách cũng không có cách nào khác. Sai. Và đây là gì nhỉ? Nomana in de shoka là không nên uống. Cũng sai luôn. Tiếp theo là bài dấu sao. Câu 43. Sui zoku ikitai to yu hito wa watashi no gì đó in này. Cái người mà nói là muốn đi thủy cung ấy. Thì gì đấy này Hokani wa mo và hitori thì câu này thì tương đối là đơn giản đúng không? Đằng sau là watashino thì phải là gì? Một Hokani Đấy Tiếp theo Là ngoài tôi ra đúng nhỉ? Các bạn thấy có tiếp nhá Là Inai Và Hitori sẽ phải là gì ạ? Hitori mo inai Đấy, như vậy chúng ta xếp được Bốn và đằng sau là ba là mộ và cái từ hoa ấy đương nhiên sẽ phải đằng sau hô cái nhị như vậy đây là thứ tự đúng của chúng ta một hai bốn ba các bạn khoanh đáp án số hai Cái người mà bảo là muốn đi thủy cung thì ngoài tôi ra không có một người nào nữa. Câu 44. Sản phẩm này, nhiều gì đấy này. À, là chỉ con cách này. Shitemorau là biết. Tuyên truyền ở trên tivi hay là trên đài. À, vậy thì câu này chúng ta dịch một cách rất đơn giản đúng không? Để nhiều người biết. Đấy thì chúng ta sẽ phải có là ngữ pháp để thì có thể dùng là yoni tameni ni hoặc là ạ như vậy chúng ta sẽ phải có một nhá là shite Mora nó sẽ phải đứng trước thằng ba là niwa. Đấy là để gì nhỉ? Để được ai đó biết. Okuno phải để là nhiều người biết. Vậy sẽ cho bốn Ni tôn Ni Là chúng ta xếp được là 4, 1, 3 rồi Và đương nhiên là 2 sẽ ở cuối cùng Terebi Ya Radio do de Đáp án số 1. Câu này dịch nghĩa là như thế nào đây? À, để mà được nhiều người biết về sản phẩm ấy thì chỉ còn cách là tuyên truyền ở trên tivi hoặc là trên đài. có 45. Yobo chư sạ wa gì đó to omoimasu nara ukerareru doko demo shinai no bioin tiêm chủng dự phòng ấy. Tôi nghĩ là Nào, chúng ta có tổ môi mát trước nó sẽ là thể thường. Thì ở đây chắc chắn là phải mấy đây? Phải là số 2. Uke dareru. Tiếp theo này, chúng ta có đô cổ đê mộ là ở bất kỳ đâu. Nara. À, Nara sẽ phải đằng đang ở đằng sau một gì nhỉ? Một thể thường hoặc là một danh từ. Như vậy chúng ta sẽ phải có gì đấy? Chúng ta phải có là 4. Shinai no bioin và đằng sau là một là nara vậy thì còn ba là đô cố đê mộ sẽ ở đâu đương nhiên sẽ phải là đằng sau cái nara đấy thứ tự đúng là bốn một ba hai các bạn khoanh đáp án số một tiêm chủng dự phòng ấy thì tôi nghĩ nếu là ở bệnh viện trong thành phố ấy thì ở đâu cũng có thể gì đấy nhỉ? Ở đâu cũng có thể uh, tiêm được, có thể tiếp nhận được cái dịch vụ đấy. Nhận được cái dịch vụ đấy. Tiếp theo câu số 46. xin dewa nakatta. Kantan na mono to wa muke no kōza. Chúng ta thấy có này, no là hướng tới thì phải hướng tới đối tượng nào? Vậy chắc chắn là đằng sau soshi sẽ phải là số 3. no Đằng sau no là danh từ, đúng không? Thì có danh từ uh, kantana mono cũng là danh từ và cô ra cũng là danh từ. Nhưng mà đây hợp lý thì phải là số 4, đúng không nhỉ? Có nghĩa là khóa học hướng tới dành cho cái người mới bắt đầu. Như vậy sẽ có 4 ở đây. Đấy ở đây là đeo anakata vậy thì đằng trước nó phải là gì không thể là Toa được một này và chúng ta sẽ cho số 3 xin lỗi số 2 ở đây cái từ Toa thì thực ra là các bạn được học ở trong trình là một nó là mặc dù mặc dù là cái khóa học Dành cho người mới bắt đầu đấy Nhưng nó cũng không phải là cái thứ đơn giản gì cả Vị trí sau ở hai Khoanh 2 Tiếp theo câu 47 Kaigo roboto ga Koto wa dekinai Kaigo ni kansuru To ikiru Areba Shigoto wa subete Rakuninaru Ở đây các bạn thấy có nhé Roboto ga Đấy chợ từ là trợ từ ga đúng chưa vậy thì chắc chắn là đằng sau nó phải là gì nhỉ nó phải là những cái động từ hoặc là cái tính từ hoặc cái gì đó đi với trợ từ ga thì trong đấy chỉ có số mấy là hợp lý chỉ có số 3 là a đề đúng nhỉ chúng ta sẽ xếp được ba a tiếp theo này các bạn thấy có này kango ni kansuru liên quan đến uh, cái việc gì nhỉ? cái việc chăm sóc cái việc uh, điều dưỡng đằng sau nó sẽ là gì đây đằng sau nó phải là danh từ đấy vậy thì ở đây có danh từ có thể là cô có thể là siô tô thế nhưng mà không thể ghép vào một vào đây được nếu một vào đây thì nó thành là không thể làm cái việc liên quan là sai nhá Vậy thì chúng ta phải có là số mấy đây? Số 1 sẽ đứng trước số 4 Đấy Như vậy các bạn sẽ ghép được là 1 Kaigo ni kansuru Số 4 là Shigoto wa Subete Rakuni naru Và còn số 2 đúng không? Đương nhiên là chúng ta phải cho đứng trước tô rồi ở đây ấy nó hơi khó bởi vì các bạn không hình dung ra được cái y kỳ là cái gì nếu viết kanji gì các bạn sẽ hình dung ra ngay đây y kỳ rự là nói dứt khoát nói mạnh miệng câu này có nghĩa là uh, không thể nào mà nói một cách mạnh miệng rằng là nếu có cái con robot hỗ trợ cái việc uh, uh, chăm sóc người bệnh ấy đúng không thì cái công việc uh, liên quan đến uh, chăm sóc người bệnh đó tất cả mọi thứ sẽ trở nên gọi là đơn giản nhàn hạ hơn. Không có điều đấy. Như vậy 3142 vị trí sao ở 4. Tiếp theo là bài ngữ pháp cho đoạn văn. Tên bài là nan demo copy, cái gì cũng copy. Chúng ta cùng xem này. Câu 48 nhé. 運転免許証が偽物であることは運転手が起こした事故が明らかになったという. À, câu này các bạn quan sát thấy là gì đây nhỉ? À, cái việc mà cái uh, cái bằng lái xe ấy là là đồ giả, là thứ giả này. Đây là cái tai nạn mà cái uh, uh, người tài xế đã gây ra trở nên sáng tỏ vậy thì cái tai nạn này là gì đây nhỉ tai nạn này là cái nguyên nhân khiến cho cái việc này trở nên sáng tỏ vậy cái nào sẽ là quan hệ nhân quả đây niyoruto niyote tê và niyote đây đã đúng phải là mấy phải là hai niyote do bởi nhờ đúng không nhỉ niyoruto là nghe nói theo một nguồn thông tin nào đấy, đấy. thông thường sẽ là ví dụ simbu niyoruto Terebi ni yoru to Tenki ho ni yoru to Không phải Ni là ở Tại Ni là ứng với Không đúng nhá Phải là số 2 này Câu 49 Đứng đầu một từ Đằng sau là dấu phẩy Thì khả năng cao đây là liên từ Muốn tìm được một cách chính xác cái câu liên từ ấy thì các bạn sẽ xem cái quan hệ trước sau câu trước sono unten tanino tani unten menkyo sho copy shite jibun no shashin o hari nise no unten menkyo sho sakuse shita no da to cái người tài xế đấy ấy, đã dán ảnh của mình đã photo cái uh, bằng lái xe của người khác rồi dán ảnh của mình vào sau đó thì gì đây nhỉ làm ra cái uh, bằng lái xe giả thông tin thứ nhất là như vậy nhá thông tin ở câu đằng sau này gomen nên càng kyu QQ unten shite lái xe cứu thương những năm năm đấy bốn chín rất phải điền từ gì đây chúng ta xem shoste sumadi shitagete và naze nara là và dùng để gì nhỉ liệt kê tiếp nối tiếp diễn câu chuyện đúng ở đây phải là một đúng không rõ ràng là người ta đang kể là người ta cái vị tài xế đó ấy, là làm bằng lái xe giả như thế ở phía trước và thêm nữa còn gì nhỉ còn à, lái xe những năm năm rồi sumari là tóm lại nói cách khác không phải là cách tóm trong cái đoạn này ấy, cái câu đấy không phải là tóm tắt lại nội dung do vậy không dùng được shitagate là do đó do vậy không đúng Na là nếu hỏi tại sao thì là vì dùng để trình bày cái quan hệ uh, gì nhỉ giải thích. Đằng sau nó phải có đuôi kara cơ, đây không phải. Tiếp theo câu số 50. mươi. <laughs> monoga mono ga honmono to wakaranai gurai umaku đó Kongo irorona mono ga

không phân biệt được, không biết được nó có phải là đồ thật hay không ấy. Số 50 này. Chúng ta sẽ phải điền cái gì? Ở đây các bạn thấy là dekinai to shite mo, dekinai to itara, dekiru to itemo và dekiru to shitara. Thì à, về sau các bạn thấy là người ta nói gì đây? về trước người ta đang bảo là gì nhỉ? Người ta đang bảo là Đây. Làm khéo léo đến cái độ mà không phân biệt được với cái đồ thật thì này, từ giờ về sau ấy, rất là nhiều thứ nó sẽ được uh, làm giả, sẽ nó, nó sẽ được copy, nó sẽ được photo, được làm giả giống hệt như đồ thật và ở trong cái xã hội này sẽ tràn ngập đồ giả và chúng ta sẽ có một cái nỗi lo, đấy là chúng ta không biết là sẽ nên tin vào cái gì. Vậy 50 sẽ là một câu giả định đúng không? Nếu điều này xảy ra thì sẽ có kết quả đằng sau, đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ loại được số... Một là Toshitemo rồi Là dù không thể Dù không thể thì sai nhá Tương tự to itara Là nếu nói là không thể Tương tự Số 3 cũng sai, đúng phải là 4 Dekiru Toshitara tức là nếu mà Toshitara là nếu Dekiru là có thể Nếu có thể làm được điều đó ấy đây nếu mà gì đấy nếu mà người ta có thể làm ra được những cái thứ photo này một cách khéo léo đến mức mà gì nhỉ đến mức mà không biết được không phân biệt được với cái đồ thật đấy. thì hệ lụy là đằng sau thì phải dùng cái dạng thức là giả định như thế này chứ không dùng những cái dạng khác tiếp theo cô số 51 số 51 sẽ phải là nan nani nani o shinpai suru kimochi o haragatatsu tôi rất là tức với cái cách làm tồi tệ là lợi dụng cái cảm xúc lo lắng cho cái 51 là gì này magoya cô à cái này là người chắc chắn phải đọc cái nội dung đằng trước rồi rồi à, chúng ta xem cái nội dung này nhá Kinen shakai mondai to shite chui ga unaga ore ore sagi mo, iwa ba, hito no koen no kopi da. Gần đây ấy, có một cái gọi là lừa đảo như này này. Có một cái chú ý, uh, có một cái gì nhỉ, có một cái chú ý về cái dạng lừa đảo gọi là ore sagi. Đấy là cái lừa đảo mà nó uh, nhái cái giọng của con người. Mago ya à musuko ga tasuke o motomete kita to omoi konda hito ga sude ni su sugu ni demo tasukete age to shite sareta koza ni o Những người mà nghĩ rằng gì đây nhỉ? Những người mà họ đinh ninh rằng họ nghĩ rằng ấy con hay là con trai hay là hay là cháu của họ đang tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Đấy thì họ làm sao đây? Họ uh, ngay lập tức nhá. Đấy, ngay lập tức họ sẽ gì nhỉ? Họ sẽ giúp đỡ và họ chuyển một số tiền lớn vào tài khoản được chỉ định. Vậy thì tôi rất là tức với cái cách làm tồi tệ của những kẻ lợi dụng cảm xúc lo lắng cho. Vậy thì ở đây rõ ràng các bạn thấy về trước là gì nhỉ? Về trước là đây Người ta có viết là nó giả dạ uh, con hoặc là cháu đúng không? Đấy, để nó tìm kiếm cái sự giúp đỡ và nó yêu cầu chuyển tiền. Vậy thì giúp vậy thì cái sự lo lắng này là phải là sự lo lắng dành cho ai đây? Dành cho con và cháu của họ. Vậy thì đáp án đúng sẽ là mấy? Đáp án đúng là một đúng không nhỉ? ya cô. Số 2, người đã chuyển tiền. Không phải, người đã chuyển tiền là là bậc phụ huynh đúng không không phải là lo lắng đến bậc phụ huynh số 3 là dochira kano uh, Shisom. tự nhiên xuất hiện dochira kano bất kỳ đứa con đứa cháu nào sai này tasukete ageyo to mỗi tổ người nghĩ là sẽ muốn giúp đây vẫn là phụ huynh là loại nhá đúng phải là một câu số 52 hai menkyo Uh, -no -na -mo Khi mà cái tiếng của điện thoại hay là những cái bằng lái hay là những cái giấy tờ gì đấy mà không phải là đồ thật ấy. đấy, cái máy mà nó có thể phản ứng, nó biết được ngay đấy là đồ giả. Nào số 52 sẽ điền cái gì? Muốn Đây là ích cốt cứ mỗi là một một khắc, một thời khắc, một một khoảnh khắc. Tsukute aruto to yu, tsukute iru yu, tsukute hoshi mono và tsukute hoshi no ka thì đúng phải là mấy? Phải là số 3. Te hoshi mono là diễn tả cái cái khao khát cháy bỏng đúng nhỉ? mình rất rất là mong người ta làm được cái máy như vậy còn số 4 ấy thêm nổ cà này là người ta đang hỏi này sai nhá đang nghe nói là đang làm ra cũng không phải đây là một câu diễn tả mong muốn nguyện vọng ta dự không đúng ta dự là diễn tả trạng thái trong khi đây là trợ từ là trợ từ gỗ thì không thể dùng được đấy thì đây là một cái bài viết khá là thú vị về cái việc gì đây về cái việc uh... Gọi là gì nhỉ? Cái gì cũng làm giả, cái gì cũng đi lừa đảo người khác ấy. Chúng ta sẽ xem qua nội dung của cái bài này một tí xem là người ta viết gì nhá. Người ta nói là như này này. À, một tài xế mà không có bằng lái xe ấy. Đấy. Nghe nói làm sao đấy? À, tôi sau khi tôi nghe được một cái uh, tin tức nói là một tài xế mà không có bằng lái xe đã lái xe cứu thương từ năm năm trước thì tôi rất là giật mình ngạc nhiên đấy. cái việc mà bằng lái xe đấy là giả ấy. thì do nhờ cái vụ tai nạn mà cái cái vị uh, tài xế đó gây ra ấy, thì uh, mới trở nên sáng tỏ cái vị tài xế đấy đã photo cái giấy phép lái xe của người khác

Bởi vì không phải là ông này lái xe của ông ấy và gây ra tai nạn Mà là gì đây? Mà là lái xe cứu thương Ở đấy ấy, có chở rất là nhiều người cần phải đưa nhanh đến bệnh viện Cho nên là tôi thật sự là tôi cạn lời Akirete, tôi không biết nói gì nữa Vậy thì nếu giả sử mà những cái thứ mà được photo được làm giả như vậy Nó là được làm được làm khéo léo đến mức mà không phân biệt được với đồ thật thì từ nay về sau ấy rất là nhiều thứ uh, giống hệt uh, cái đồ thật nó sẽ được tạo ra và trong cái xã hội này nó sẽ tràn ngập đồ giả và chúng ta sẽ có một cái nguy cơ là không biết phải tin vào cái gì nữa. Sudeni Ichiman Ensatsu ya Ichi no Menkyo sho Sotsugyo sho Sotsugyo sho no copy niyoru jiken wa koremade ni mo okite iru ga 住民票や通帳、カード、定期券、乗車券、会員証、パスポート、身分証明書などのコピーが手軽にできて、世の中に偽物があふれてしまうようになった,たら、本当に恐ろしい。人たば、何回、ね、動物、ね物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動物、動 hay là photo gì đấy nhỉ? Photo cái chứng chỉ hành nghề bác sĩ này hay là làm giả những cái tờ một man ấy. Thì từ trước đến nay nó xảy ra cũng nhiều rồi. Thế nhưng mà nhá, nếu như nó có thể gì nhỉ? Có thể gọi là làm giả một cách đơn giản dễ dàng những cái như là cái thẻ cư trú đúng không? Rồi thì uh, sổ tiết kiệm, rồi thẻ này, vé tháng, uh, vé xe thẻ hội viên, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân vân vân. Đấy, thì cái xã hội này nó sẽ ngập tràn những cái đồ giả và điều này thật sự là đáng sợ. Và những năm gần đây ấy, còn có một cái gọi là lừa đảo mà gọi là Oreore Sagi, lừa đảo là gì nhỉ? Giả giả dạng là nhân vật tôi đối với lại người nhà đấy. Đang rất là được uh, chú ý với tư cách là một cái vấn đề xã hội. Đấy là gì đây nhở? Đấy là những cái người nào mà nghĩ rằng là con cháu họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ ấy thì sẽ ngay lập tức giúp và chuyển tiền vào cái số tài khoản đã được chỉ định. Đấy. Thì tôi rất là bực mình, rất là tức giận với cái cách làm tồi tệ này của cái bọn mà lợi dụng cái cảm xúc là lo lắng cho con cháu họ. Con cháu họ ở đây ấy là là cái người mà chuyển tiền ấy là lo lắng cho con cháu họ bị... Uh, bị cái bọn lừa đảo này nó giả dạ và tôi thực sự mong muốn là các vị hãy làm thật là nhanh ra một cái máy mà có thể phản ứng được biết được đấy là cái đồ giả khi mà uh, những cái bằng lái xe hay là những cái giọng điện thoại không phải là thật nhá. thì đấy là cái nội dung của cái bài này uh, đi thi thì các bạn sẽ không có nhiều thời gian để mà hiểu hết đâu các bạn sẽ cần phải làm rất là nhanh theo mấy cái bước mà phân tích lập luận ấy giống như là ở mấy phút đầu mà Sensei trình bày ấy, không cần phải đọc và dịch hết bài. Thế nhưng mà nếu như các bạn mà buộc phải dịch hết mới chọn được thì cố gắng là làm bài này chỉ trong vòng khoảng 5 đến 6 phút. Nếu mà nhiều thời gian hơn các bạn không đủ thời gian để làm các bài còn lại. Đấy thì các bạn lưu ý. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới.